Hello nào, chưa nhà rồi nhá, chúng mình ổn định chỗ ngồi một chút này. Chào and keep silent a little bit. Yes. Ok, con xem là các bạn chat cái gì nào. Trời, no spam here, con nhắn gì đây, con không, cô không đọc được. Đây này, các bạn nhắn cho cô này, cô sẽ đọc nhá. Bạn Vân đúng không? Hello Vân này. Bạn Hoàng gì đây? Hoàng Lâm à? Hoàng Ngân. Ừ, Hoàng Ngân này. Tuấn Kiệt này. Minh Khánh này. Quang Bảo đúng không nhở? Rồi, các bạn ngồi, các bạn raise your hands. Yes, raise your hands to let me know that you are ready for the class. Yes, thank you Trang. Thank you Tuấn Kiệt. And raise your hands by your icon or raise your hands to let me know that you are ready for the class now. Oh, great, yes. Okay, hello. So, from now, when you start the class, yes, we will use the phrase good evening. Yeah, good evening. Chúc buổi tối nha. Not hello. Hello mình chỉ dùng trong trường hợp là dùng với bạn bè thôi. Cái hello teacher là khó đấy nha. Yeah, good evening class. Nguyễn Thái An đã ngồi rồi này. Yeah, yeah, I see that Hương Quỳnh. Yeah, Hương Quỳnh with her mom is sitting in front of the screen. Hello Hương Quỳnh nha, cô nhìn thấy Hương Quỳnh với mẹ rồi này. Ok, để cô kiểm tra một lượt nào. Anh Khoa đang ngồi với mẹ này. Rồi Hằng này, Hằng đang chất tai nghe này. Vũ Gia Linh thì che vở mất rồi. Vũ Gia Linh vở nào. Ôi Vũ Gia Linh xinh quá. Hoàng Bảo Anh. Rồi hello Hoàng Bảo Anh. Ôi đáng yêu quá nhờ. Thế bây giờ con chuẩn bị nhá nào. Quang Tiến. Quang Tiến hôm trước làm bài rất là tốt. Khen ngợi bạn Quang Tiến nha. Rồi Vũ An Nhiên. An Nhiên trước bài cũng rất là hay. An Nhiên bài trước hay lắm. Đó. Rồi hello. Hello class nào. Mình cùng ngồi xem nhá. Xem là thầy Quân thì không biết là thầy có đang make co-host cho mình không ta. Thầy có đang không biết là thầy đang make co-host cho mình không ta. Ok, the class, can you see the screen now? Can you see the screen now? Yes or no? Yes or no? Con Ngọc Ngà chào cô. Ôi, con hello Ngọc Ngà nha. Ngọc Ngà giờ này chăm chỉ làm bài tập quá. Cô chấm bài con đi. Ủa. Lúc nào bài nào? Bạn nào đây? Hello, Hiếm Lên Khôi. Hello. Bạn nào đây ta? Lại vẽ bậy linh tinh rồi. Yes. Đó. Yeah. Dạ. Điện ngoài đường ấy ạ? Con đã ra đâu, có ai mở đâu ạ? Vâng. Nào các bạn chuẩn bị rồi. Don't chat, đúng rồi. Lúc nào mà mình làm bài tập thì mình mới chat thôi, đúng không? Đó, hoặc là hello teacher là cô nhìn này. Con ơi, con không nghe thấy con nói. Tại vì vừa nãy là thầy Quân thấy mute, thầy đây tắt mic. Yeah, còn có 2 phút nữa là 2 more minutes. 2 minutes more. Sorry teacher, vì con chưa gửi bài được. Oh, we need to finish your exercise to send me and I will check for you. Mình phải làm bài tập thì cô giáo mới biết là mình đang làm ở đâu chứ, đúng không? Yeah.
Rồi bạn An Nhiên ngồi rất ngoan nhá. Nào mình sẽ thử tắt cái này đi để cô chuẩn bị cho các bạn. Nào. Một phút nữa cô sẽ share cái bài tập lên đây. Yeah, các con còn nhớ chứ nhở? Rồi. Rồi, đúng rồi. Yes. Okay. The last the previous class we have studied about what? Now comment for me please. What did we started about? Hôm trước mình học cái gì nhỉ? Con ơi, con không vào được nhóm đề bài để nộp bài. Ừ, thế thì chút nữa ở trong Zalo thì các thầy sẽ hướng dẫn cho con nhá. Rồi, Lê Bảo Ngọc đẹp quá trời, bài giảng đẹp đúng không? Yeah, I know this. So, nào các bạn nào. Hôm trước học về cái gì? Comment cho cô nào. Cô ơi, con gửi bài viết trên nhóm nha, xong nhớ là ghi gửi cô Ngọc nhá. Yeah. Hôm trước thì mình học về family và bài tập của chúng mình thì có về vẽ một cây phả hệ đúng không? Giống như việc là mình vẽ một cái sơ đồ của gia đình mình ấy. Đó. Và mình sẽ ghi ra tên này, nhưng mà ít bạn ghi tên lắm. Các bạn giấu. Các bạn giấu là các bạn ít ghi tên lắm. Cho nên là cô lại không biết nhiều tên đúng không? Vậy thì để có thể là chữa cho các bạn một chút thì mình sẽ cùng xem một số bài tập của các bạn làm hôm trước nha. Các con muốn xem bài tập hôm trước các bạn làm không? Yeah, con Bảo Ngọc chào cô Ngọc nha. Ừ, cô Bảo Ngọc chào bạn Bảo Ngọc nha. Chào cô Hi. Nào, mình nha, bắt đầu cũng là một cái để mình khởi động một chút là mình sẽ xem bài tập của các bạn hôm trước làm nào nha. Hôm trước các bạn làm bài như nào nhỉ? Các bạn làm bài rất là tốt. Các bạn làm bài rất là tốt. Rất là công nhận luôn. Nào, mình cùng nha. Mình cùng bắt đầu nào. Mình sẽ phải vào Facebook của cô đúng không? Yeah. Ô, sao nó cứ hiện lên như này nhỉ? Đó. Hôm trước là cô cũng rất là ghi nhận là bài của bạn. Có cái bạn An ấy nhỉ? Có cái bạn An xinh xinh, nhỏ xinh xinh ấy, mấy bạn này. Làm bài tập mà kể cả Khôi nhá, Khánh nhá, Khang, Toản nhá. Ôi mà các bạn bài khác lắm. Không nhận ra, các bạn tiến bộ lắm. Các bạn chỉ đến buổi thứ ba, các bạn một bài, các bạn đã khác rồi. An Nhiên này. Các bạn muốn xem bài của An Nhiên không? Các bạn có muốn xem bài của An Nhiên không? Do you want to watch An Nhiên talk about her family? Do you want it? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. So let's start with the exercise of An Nhiên. Yeah. My name is An Nhiên. Okay. An Nhiên said that my name is An Nhiên. So what is the mistake here? What is the mistake? Bạn lại thiếu âm gì rồi nhở? Các bạn comment cho cô nhỉ, bạn lại thiếu âm gì rồi nhở? Bạn thiếu gì nhở? Ok, âm S đúng rồi. Đoàn Minh Huy nói rất chuẩn. Âm S, bạn thiếu âm S. My name is An Nhiên. Great. And next. Yes, oh, not year old. Right, ok. Mother, brother, sister, grandmother, grandfather, aunt, uncle, brother, cousin. Yeah. Bạn ấy thuộc tất cả các từ rồi đấy và bạn ấy viết chữ cũng rất là đẹp. Đó, có luyện chữ thì mình mới biết viết như nào đúng không? Rồi, các bạn đừng comment spam nhé, không là thầy Quân thầy ấy lọc là thầy đi cho ra ngoài, mình không được học nữa đâu nhá, không được comment linh tinh nhá. Rồi tiếp tục bài của bạn nào. Family tree. Yeah, this is a family tree.
There are three in my family. Yeah, nhưng mà mình sửa một chút là there are three people hoặc là there are three members in my family. Yeah. This is my father. This is bởi vì bài hôm trước là bạn ấy bị thiếu mất âm s ở chữ z đấy. Cho nên là hôm nay bạn ấy đã sửa lại rồi. Bạn ấy đã thêm là this is, yeah, rất là tốt. Đấy, bài bạn này chỉ có lỗi một chút đoạn mà giới thiệu thôi, một chút đoạn nó giới thiệu bản thân thôi. Đó, mình tắt cái này nhá. Rồi tiếp tục nào. Còn bài nào nhỉ? Bạn nào chưa nộp bài? Bạn nào chưa nộp bài hôm nay mình nhỉ? Bạn nào chưa nộp bài? Ôi dồi ôi. Cô ơi. Cô là cô hoàng đạo gì? Ok, cô Kim Ngưu. Yeah. Nào mình lại tiếp tục nhá. Thì trong bài vừa rồi thì cô cũng rất là dễ để mình xem đúng không? Mình sẽ vẽ một cây phả hệ như này, giới thiệu bản thân này, xong rồi giới thiệu về grandmother, grandfather, father, mother, uncle, aunt, sister or brother if you have, and your cousin, yeah, cousin, yes. So hôm trước thì mình có bao nhiêu người này, rồi là đây là ai rồi. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con giới thiệu một hình thức nữa, đó là của. Mình sẽ sử dụng sở hữu cách, yeah, của ai đó. Ví dụ, Bảo Châu là em gái của Bảo Ngọc. Đấy, cô có con em gái là Bảo Châu đúng không? Nào, Bảo Châu là em gái của Bảo Ngọc. Chẳng hạn như vậy. Thì trong tiếng Anh mình sẽ nói như nào? Mình sẽ nói như nào? Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu bài học của mình nhá. Ok, are you ready for the class now? So my God, I say, are you ready for the class? Are you ready for the class? Nếu mà các bạn đã ready, các bạn comment cho cô hoặc là raise your hand. Yes. Comment yes or no. Comment yes or no. To let me know that you are ready for the class now. Hôm nay bài hơi dài cho nên là cô chỉ chữa đúng một bài có một lỗi sai thôi. Còn tất cả các bài còn lại thì hầu như chả có lỗi nào cả. Các bạn ấy đã nhận xét. Các bạn ấy đã rất là cố gắng để làm bài. Và các bạn lần này các bạn chả để cô chữa cái gì hết. Đó. Cho nên là đấy, chỉ có một bài của bạn An Nhiên thôi. Một bài An Nhiên. Yeah, today we will study about the family members. Are you ready for the class now? Yes, okay, let's start it. To be more easier for you to understand about this. Yeah, có bạn nào mà chưa vào được lớp học thì các bạn vào đi ạ. Để cô âm đi một thể, không là quá giờ cô không cho vào được đâu. Có bạn nào không? Cô ơi, con không gửi được bài tập ạ, nhưng con xin lỗi ạ. Thế thì chút nữa con nhắn tin lại ở trên nhóm Zalo cho cô nhá. Nếu mà biết nick của cô hoặc là nick của thầy Quân hay nick của thầy Cụ thì mình sẽ nhắn lên trên đấy để gửi bài nha, để hỗ trợ, để hỗ trợ nha. Yes. Bạn nào biết bộ phim hoạt hình này The Simpsons, gia đình Simpson? Yes. Cái này chắc là chỉ thời cô biết thôi, các bạn không biết là cô biết hay không. Guys, don't chat again. Yes, okay. Có hai bạn nào mới vào đây, admit nào. Ôi, các bạn vào muộn quá. So, nhớ nhá, đầu tiên là có ông ba. Nào, các bạn nhìn tập trung ở đây nhá, các bạn tập trung ở đây nhá. Sẽ rất là khó đấy, không dễ đâu. Nào, ông Abraham, đúng không? Abraham và bà Mona. Yeah, Abraham and Mona. Yeah, Abraham and Mona. Is grandpa and grandma, là ông và bà đúng không? And Clancy and Jackie is the grandpa and grandma. Yeah. Abraham và Mona là bố của ông Herb và ông Homer. Đấy,
thì có hai người con trai. Yeah, yes, okay. Abraham has two sons. They are Hope and Homer. Ông bà Abraham và Mona có hai người con trai là Hope và Homer. Các bạn nhớ chưa này? Tĩnh đưa cho Tĩnh làm bài tập đấy. Tĩnh làm bài tập đấy. Nào bạn nào, ví dụ như bạn Hoàng Hiệp 2015 mà nếu mà bạn còn chat linh tinh nữa là thầy Quân thầy cho ra khỏi lớp với thầy Quân nhắn thế này. Yeah, okay. Cái này là nghiêm túc ạ. Yes, Ngọc Y, yes, okay, please. So các bạn tập trung ở đây nhá. Nhìn vào sơ đồ tư duy này. À, nhìn vào sơ đồ cây của gia đình của bạn nhà Simpson này thì có ông Abraham và bà Mona có hai người con trai đúng không? Là Herb và Homer. Okay. And how about the family of Clancy and Jackie? Hai bà Clancy và Jackie thì lại có ba người con gái. Yes. They have three daughters. They are Margaret, Patty and Selma. Okay. Nào, còn gia đình nhà Clancy và Jackie thì hai ông bà có ba người con gái. Đó là Maggie, Patty and Selma. Nhớ nha, các bạn nhìn ảnh nhớ này, thì nó làm bài tập này ngay bây giờ rồi đấy. Và xem nào, chỉ có Homer và Maggie thì lại lấy nhau, đúng không? Đây, hai anh chị Homer và Maggie thì lại lấy nhau. Lấy nhau thì lại có ba người con, đó là Beth, Lisa và Maggie. Đó. Còn cô Selma thì có cô con gái là Link. Nào bây giờ cô cho một phút để nhớ cái cây này. Cô cho một phút thôi để nhớ cái cây này để mình bắt đầu làm nhá. Ví dụ mà cô muốn nói là Homer, Mona. Nào Mona là bà của Beth chẳng hạn. Đấy, cô muốn nói là Mona là bà của Beth thì cô sẽ nói như sau. Cô sẽ viết ra đây nhá. Nào, Mona. Mona, nào. Is, nào. Mona, bà Mona là, is là đúng không? Beth. Beth. Nào, Beth là cậu con trai nhỏ nhỏ này. Của này. Nào, Mona là gì của Beth? Đúng rồi. Nào, Mona, bà Mona là thế nào với Beth đây? Các bạn có comment được không? Bà Mona là thế nào với Beth? Comment. Các bạn comment xem nào. Bà Mona là gì với Beth nhỉ? Bà, đúng rồi. Lê Bảo Ngọc, đúng rồi. Các bạn comment vào tiếng Anh nào. Bà là bà trong tiếng Anh. Is grandmother. Great job, grandma. Rồi, cô viết tạm là grandma nhỉ? Grandma, yes. Mona is Beth's grandma. Cái từ này này, cái chỗ này này, phẩy S, phẩy S. Nó là sở hữu tách nhau của, đúng không? Mona thì là bà của Beth. Đó, cái chỗ này là của, đúng không? Bà của Beth, tiếng Anh mình hay dịch ngược lên mà, đúng không? Nào các bạn nào, lại nào. Mona, đúng không? Mona is Beth's grandma. Yeah. Mona là bà của Beth. Nào bây giờ tiếp tục tương tự nào. Tương tự nào. Ví dụ như là let me see. Homer. Yeah, Homer. Ông Homer thì sao nào, các bạn có nhìn thấy ông Homer không? Ông Homer đầu hói mà chỉ có hai cộng tóc vòng lên đấy cô ơi, ảnh xấu quá. Cái hoạt hình này nó thiết kế như thế đấy. Cái hoạt hình nó thiết kế như thế đấy. Nào Homer nào, Homer nào, Homer is nào. Lisa nào. Cái gì nhỉ? Ông Homer là gì với bạn Lisa? Ông Homer là bạn thế nào với bạn Lisa nào? Dad, father, great girl, bạn nào thế nhỉ? Bạn Đức Bình này, bạn Quang Tiến, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lê Minh Hạnh, father, có bạn nào biết không? Father, Minh Đức, Ngô Ngọc Anh, father, chính xác. Homer is Lisa's father, ok. Bố, đúng rồi, Lê Bảo Ngọc, chính xác, Quang Nhật, chính xác. Rồi, Thùy Dương, đúng rồi. Minh là father, Minh comment rằng nào. Homer is Lisa's father, các bạn tập trung vào đây nào. Lại một lần nữa nào. Homer is
Ông M là bố của Lisa. Ok, nào, đúng chính xác đây, có phải là mình có cái gì đây? Mình có ông Homer này. Đấy, ông Homer này. Có phải là bố của Lisa hay không? Chính xác rồi. Một ví dụ nữa nhá cho các bạn dễ nhìn nhá, cho các bạn dễ một chút nhá, mình để mình hiểu cái cấu trúc này nhá. Có ai vào lớp muộn thế? Để cô xem là bạn nào vào lớp muộn đây. Yes, father. Nào, các con đã hiểu về sở hữu cách chưa nhở? Nó là từ của ấy. Yeah, của, đúng không? Của, rồi, chính nó đó. Những bạn vào lớp muộn nha, những bạn vào lớp muộn thì các bạn nào ngồi trật tự nha, các bạn bắt đầu tập trung vào đây. Cô vừa giảng xong là một ví dụ cuối cùng nào để cho các bạn hiểu về cái chữ phẩy S đấy nha. Nào, tiếp tục ví dụ. Nào, Selma, Jackie nào. Các bạn có nhìn thấy ảnh của bà Jackie đâu không? Bà Jackie nào. Yes, yes, you see it. Is. Nào, thế nào với Patty này? Nào, bây giờ nhìn thấy cô Patty chưa? Jackie là thế nào với cô Patty nhỉ? Jackie là thế nào với cô Patty nhỉ? Đây này, thế nào với của? Thế nào mother? Đức Bình bảo mother, Ngô Hồng Anh bảo mother, mom chính. Nào, grandmother. Nào, Patty đây đúng không? Bây giờ Patty đây. Đúng không? Rồi party. Và party đây. Rồi party. Đây là bà Jackie. Đấy, thế Jackie là thế nào với party? Jackie là thế nào với party? Mom, chính xác. Trời ơi. Đúng rồi, mom thì mình sẽ viết như nào? Mình sẽ viết như nào? Jackie is party. Đúng không? Jackie is là đúng không? Jackie là đúng không? Patty mom, nhớ là phải có âm phải s ở đó. Người ta gọi đấy là sở hữu cách. Sở hữu là gì? Sở hữu là của họ, của mình đúng không? Của ai đó thì người ta sở hữu vật đó, người ta gọi là sở hữu đúng không? Đó rồi. Jackie is Patty's mom. Nào các con đọc theo cô nào. Jackie. Nào tự nhẩm nào. Jackie is là đúng không? Patty's mom. Các bạn nhẩm chưa? Cô xem nào. Nào bây giờ bạn Đỗ Minh An nào. Minh An mở mic nào. Hello Minh An. Hello. So, can you read for me? Can you speak out loud for me the sentence? Jackie is Patty's mom. Patty nhưng mà phải thế nào? Patty mom á? Patty thiếu gì? Của Patty cơ mà. Nào tới cái này đọc là. Nó không phải là đọc là is, mà nó chỉ đọc là sờ thôi nào. Jackie is Patty's mom. Nào lại nào, đọc từ từ nào. Jackie. Jackie. Là is. Is. Đúng rồi nào, của Patty nào. Patty. Nhưng mà đúng rồi, Patty's. Chính xác, bây giờ con đọc nha. Jackie is Patty's mom. Nào đọc đúng câu nào. Jackie is Patty's mom. Đúng rồi, mình đọc từ từ nào. Jackie là mẹ của Patty. Đấy, mình tiếng Việt thì mình cũng chia như thế, và trong tiếng Anh người ta cũng đọc cách như thế đúng không? Các bạn nghe bạn An đọc này đúng không? Jackie is Patty's mom. Nào đọc lại nào. Jackie moms. Nào, Jackie là tên của bà này này. Patty là tên của cô này này.
Cái chữ is ở đây có nghĩa là này. Cái dấu phẩy s ở đây có nghĩa là của này. Đúng chưa? Của ai đó, của party đúng không? Nào, Jackie is party's mom. Jackie is party's mom. Is. Mình cứ từ từ, không cần phải đọc nhanh, mình không cần phải đọc vội. Yên tâm, cô sẽ ở đây sửa cho con. Jackie's mom. Party. Nào, con đọc lại một lần nữa. Không sao, đọc lại nào. Once again, please. Jackie is party mom. Nào, party mom này cô không hiểu. Nhưng mà nếu mà con nói là party's mom thì cô mới hiểu đấy là mẹ của party, đúng không? Nào, once again, một lần nữa mình gần được rồi nào, một tí rồi nào. Jackie is party's mom. Cái chữ này đọc là không phải y đâu. Cái nào, bây giờ cô viết to cái chỗ này ra nhá. Nó là phẩy s. Đó, đúng không? Nó là phẩy s thì nó đọc là chứ không phải là is. Nó chỉ là một tiếng thôi. Giống kiểu âm gió ấy. Đúng không? Jackie is party's mom. Jackie is Patty's mom. Đúng rồi, mình chỉ đọc đây là chữ S thôi đúng không? Mình chỉ đọc đây là chữ S thôi nha. Đây không phải chữ Y nha. Chữ is này này. Is có nghĩa là. Còn phẩy S này này người ta đọc là. Đây là is đúng không? Phiên âm nó là is. Các bạn nhìn thấy không nhỉ? Các bạn nhớ nhá, là sau mình cố gắng học bằng máy tính nhá, thì mình mới nhìn được cô viết này, không là bé tí đấy. Is. Còn đây là Jackie's party's mom. Jackie is party's mom. Nào, party thế nào đây? Mất chữ của rồi. Nào, cố lên nào. Cô vẫn ở đây mà, các bạn vẫn ở đây nào. Mình sẽ làm bằng được, đúng không? Patty's. Đấy, đơn giản đúng không? Nào, con đọc cả cụm Patty's mom cho cô nè. Patty's mom. Patty's mom. Yes, exactly. Once again, Patty's mom. Patty's mom. Nào, bây giờ nói này. Jackie là mẹ của Patty. Nào, Jackie is Patty's mom. Jackie is Patty's mom. Great girl, đúng không? Mình không phải lo lắng là mình đọc nhiều lần, mà hãy lo lắng rằng mình không dám đọc, đúng không nhờ? Rồi, cảm ơn con nha, cảm ơn Đỗ Minh An nha. Đấy, bạn Minh An sau một hồi cô muốn cho thì bạn cũng đọc được rồi, đúng không nhờ? Và bây giờ mình sẽ bắt đầu luyện tập với từ nha, sở hữu cách. Ok, bây giờ cô sẽ xóa hết chỗ này nha. Cô phải xóa hết à. Ok, cô phải xóa hết đã nha. Bây giờ cô phải xóa hết này, không là bẩn bảng lắm. Next. Ok. Look at the picture now. Bây giờ các bạn chuẩn bị mở hết khung chat lên. Các bạn mở hết khung chat lên cho cô. Rồi nào, Mai Tiến Dũng vừa động viên kìa, cố lên kìa. Nào các bạn nhá, chuẩn bị mở hết khung chat lên cho cô. Rồi, ok, the first question. Abraham and Mona are best. Nào, Abraham và bà Mona là thế nào với bạn best này đây? Now come in, grandparents hay là parents?
grandparents hay là parents vậy nhỉ? Nào, các bạn parent à? Bố mẹ à? Hay là mình xem lại bức tranh vừa rồi nhá. Mình xem lại bức tranh vừa rồi con nhá. Nào, xem lại bức tranh vừa rồi nào. Bây giờ có phải là Abraham hay không? Rồi, đây là Mona đúng không? Rồi, ở dưới Abraham là ai? Homer với cả Herb này. Cô nói rồi mà, đấy. Ngay từ đầu giảng bài không có nghe. Nào, Abraham và Mona đúng không? Rồi, đây xong mình đến Homer và Herb. Rồi, xong mình đến cậu Bác. Yes, exactly. So, my answer here is so grandparents. Grandparents, đây là từ mới, các bạn có thể ghi vào hoặc chút nữa mình xem lại video thì mình sẽ ghi bài sau nhá. Yes, grandparents. Nào các bạn, cả lớp đọc to nào. Grandparents. Grandparents. Đó là ông bà đúng không? Nào phải luyện đọc nha, chứ ngồi không trên máy mà không đọc là cũng không học được đâu. Ờ, bố bạn Đức Bình hỗ trợ em cho bạn đọc nhá. Đâu, đây là anh bạn Đức Bình hay bố bạn Đức Bình đây? Anh bạn Đức Bình đúng không? Yeah, đây là anh của bạn Đức Bình. Yes, rồi. Nguyễn Hoàng Phúc của hai chị anh chị em này cố gắng luyện cho nhau nhá. Rồi, tiếp tục. Nào, bây giờ cô xem đáp án nào. Grandparents. Yeah, grandparents. Đó. Bởi vì đây là hai người mà số nhiều mà đúng không? Grandparents. Exactly. Bạn nào đúng? Anh ạ. Nào, next. Next. Nhớ nha, có bad nào, bây giờ cô lại nhấn mạnh nào. Best, đúng không? Của best. Của best. Nào, Abraham và Mona là bà, ông bà của bạn best. Đúng rồi. Best Simpson đó. Ok, great. So next. Nào, tiếp theo. Có cần nào? Ok. Picture 2, okay, picture 2. Now, comment here. I want to know that Abraham is Beth's is grandmother or grandfather or his father. Who is he? Who is he now? Who is he? Grand cousin. No, it's not grand cousin. No, I don't have this word. Yes, grandfather. Là ông của bạn Beth. Nhớ nha, mình lại bắt đầu đọc lại cả câu này. Abraham is Beth's grandfather. Beth's grandfather. Yes, okay. Let me check. Grandfather. Good job. Bạn Đỗ Bảo An này, Minh Minh này, Thùy Dương Hoàng Hiệp này. Rồi, tốt rồi. Nào, tiếp tục nào. Các bạn tốt lắm. Đấy, cô mới dạy có một tí thôi mà đã thuộc hết rồi. Đã thuộc hết rồi. Tiếp tục. Đây, cô xóa. Nào, tiếp tục. How about Mona? Bà Mona thì là thế nào với bạn Lisa? Who is he? Who is she? Mona is Lisa's. Lisa's mother or grandmother. Nào, thế nào đây? Comment. Bạn Minh Đức bảo grandmother. Các bạn đều bảo là grandmother. Thế cô thử kiểm tra cái đáp án mà các bạn bảo là mother nhá, thử xem nào. No, phải là grandmother, chính xác. Nào các bạn nào mà cần phải xem lại cái bảng không, cô lại cho xem lại nhá, đúng không? Thì có phải là bà Mona đây này. Yes, okay, bà Mona đúng không? Abraham và Mona có hai người con trai, Clancy và Jackie có ba người con gái, đó các bạn nhớ chứ? Ok. Và Homer và Mark và bà Mark thì mới có ba người con. Đấy, bà Selman có bạn gái rất là nhỏ tên là Link. Ok. Now, next. Grandparents. Lại tiếp tục nào. So,
Homer and Mark are Lisa's. Now, ông Homer và Mark là thế nào với bạn Lisa's đây? Comment cho cô biết nào, comment cho cô biết nào. Comment cho cô. Minh Đức bảo parents, aunt and uncle, đúng không cô? Bây giờ cho xem lại cái bảng nhá. Bạn đây, bạn Galaxy J6 Plus comment that this is parents. Chứ còn bạn các bạn trên livestream thì sao, là chả thấy bạn nào trên livestream comment hay các bạn chỉ xem thôi. Parents, cái bạn đấy, cái bạn nào mà vừa bảo uncle với cả aunt nhỏ, cái bạn này short memory kém quá. Đúng không? Các con của cô quá giỏi. Nào, cô bấm lên xem nào. Parents. Chuẩn luôn. Parents. Homer and Marge are Lisa's parents. Exactly. Nào, tiếp tục nào, giữ vững tinh thần nào. À, có những bạn mạng yếu mà bị rơi ra ngoài thì nhớ up miệng, nhớ vào lớp ngay nhá. Chắc là chú rồi cô ạ. Không à. No. Homer is Lisa's dad, not the uncle. Tiếp tục. So, Homer is Lisa's. Homer, who is Homer? What's the relation? What's the relationship with Homer and Lisa? What is the relationship with Homer and Lisa? Quickly, oh my god. You comment so fast. Đỗ Minh Khang, father, anh Thư, father, Quang Bảo. Hôm nay cô chả thấy mấy bạn học sinh cũ của cô đâu rồi. Thế bạn Hiền Khôi đâu rồi? An Nhiên đâu mất rồi? Quang Bảo, Hải Băng đâu rồi? Quang Tiến với Khang với cả Khánh với Toản đâu hết rồi? Grandpa, oh my god. Grandpa hả? Huh? Are you sure? Lê Bảo Ngọc, father. Rồi, uncle. Hiền với Khôi, uncle. Bây giờ mình sẽ xem lại tranh nhá. Ok, nào. Homer, yes, Homer. Hai cộng tóc. Là thế nào? Đây, bạn Lisa nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây đây. So, what is your answer here? Nào. À, mới cho lần cuối đấy. Lần cuối. Yes, đúng rồi. Con Hải Băng đây cô ơi. Đấy, bây giờ mới comment. Cô chào Hải Băng đấy, nhớ comment. Father, chính xác. Đinh Hoàng Bảo, các bạn ở trên comment rất đúng. Nha, nào. Father. Chính xác, father. Các bạn nào mà chưa đọc được thì đọc theo cô nào. Nhiều bạn đọc sai từ này lắm á. 3, 2, 1. Father. Yes, Homer is Lisa's father. Nhớ nha, nó hơi khó đọc một chút thôi. Là âm S. Nhưng mà cố lên nhá. Quen miệng rồi thì mình sẽ đọc rất là nhanh. Ví dụ, cô đang đọc rất chậm này. Homer is Lisa's father. But now I am so get well with it. So I will speak it quickly. Like, Homer is Lisa's father. And thank you. Và tiếp tục nhá, nếu mà các bạn mà phải lo rằng là các bạn sẽ bị đọc chậm đi thì không sao hết, đọc quen rồi sẽ nhanh thôi. Đúng rồi, comment đúng rồi nè. Để tiếp tục nhá. Next. Đến bây giờ thì cô có lẽ là cô không cần phải show cho các bạn xem là cái tranh đấy như thế nào nữa đúng không? Trời ơi. Đó, đúng rồi. So, Margaret is Lisa. Who is Mag? Who is Mag? Who is Mag? Okay, who is Mag? Come on. Yes, thank you so much. Mother, mom. Maybe it's so easy for you with this question. Mother. Yes, mom. You can call her mom. Yes. Marge is Lisa's mom. Và có một tip nhỏ cho các bạn nữa là các bạn có thể đọc chậm nhá, hoặc là nghe nhiều bài hát tiếng Anh là sing một song nhá. Nhớ nghe nhiều nhá. Mấu chốt của tiếng Anh là nghe nhiều xong rồi nói nhiều. Đúng mà cô, đúng luôn. Pha ma giờ nhá, chứ không phải là ai đâu. Yes, ok, tiếp tục. Next.
Do you see that? Do you see that? They are Homer and Marge's now. Những cái bạn này, Beth này, đây bạn này là bạn Beth, bạn này rất là nghịch. Đó, bạn Lisa rất là thông minh. Và bạn này là bạn gì nhỉ? Bạn Margie à? Ừ, bạn Margie. Đây, cả ba người này thì là thế nào với cả chú Homer và cô Marge? Thế nào đây? Số điện thoại, trời ơi, bạn Lâm cho số điện thoại. Bạn Lâm cho số điện thoại làm gì? Cháu. Ôi ơi, ba bạn này là cháu. Nào, bây giờ là có cháu gái. Granddaughter là cháu gái. Children là con cái. Còn grandson là cháu trai. Nào, thế bây giờ là ba cái bạn này là như thế nào? Đối với bác Homer và cô Margie. They are Homer and Marge's children. Exactly. Are you sure with your answer? Yes, I know that. Chang can hear you. Oh my god. Oh, all of you can hear me. Có bạn nào mà không nghe được cô ngoài bạn Chang? Children. Yeah, children, not grandson. Nào, có hai từ mới nha. Có từ granddaughter và từ grandson. Granddaughter đó là cháu gái. Còn grandson có nghĩa là cháu trai mà theo như cái sơ đồ gia phả của cái nhà này. Thì Homer lấy bà Marge rồi sinh ra ba người con. Ok? Rất là dễ thôi. Đúng không nhỉ? Rồi, bây giờ cũng cái bức tranh đấy. Cũng là cái bức tranh đấy. Ok? Chúng mình sẽ hỏi về Lisa and Margie are Beth's sister. Sister, are you sure just sister, Đức Bình, Thiện Thành? Because we have two girls here. Is yes, anh Thư trả lời chính xác, Hải Băng trả lời chính xác rồi. Trang la la la, trời ơi, Trang có nghe được không con? Now, sisters, hi sisters, chính xác. Sisters. Chuẩn, sisters. Now, Lisa and Marge's are best sisters. Yeah, okay. Tiếp tục. Next, Beth. Beth love you. Trời ơi, tự nhiên trong giờ có bạn ghi love you. Bạn Trang ghi love you làm cô vui quá. Now, so Beth is Lisa's and who? Who is this? Who is this? Now, cousin? Nephew? A brother? Comment all the words. Brother, exactly. Brother. Exactly. Cảm ơn nha. Trời, các bạn rất giỏi. Bạn Minh đến bạn 5 tuổi, bạn Trung Hiếu này, bạn này cũng này. Đó, tiếp tục. Herb. Trúc Linh chắc vừa bệnh văng ra ngoài đúng không? Nào, Herb là thế nào với bạn Lisa đây? Nhớ nhở, ông bà Abraham và bà Mona sinh ra hai người con trai, một người tên là Herb, một người tên là Homer. Rồi và Homer cưới bà Marge thì sinh ra ba người con tên là Lisa, Beth và Margie. Ừ, so Chang, uncle, thank you, love so much. And then uncle, yes, okay, thank you. Các bạn comment rất tốt. Uncle, chú à bác, chú hoặc bác nha. Chú hoặc bác trai. Uncle. Nào, nhớ nha, của Lisa nha. Lisa's uncle. Đây là cô viết bằng bút, cho nên là nó cũng lằng nhằng. Bài này con thấy khó có cô ơi, nó loạn quá. Biết sao không? Tại vì là nó còn phải xem vào bức tranh và nó cũng luyện cho mình về cái trí nhớ ngắn hạn. Người ta gọi là short memories.
Vì vậy khi mà ban đầu bài cô đã rất là nhấn mạnh là cô đã giải thích kể cả bằng tiếng Việt rồi, là chúng mình phải nhớ các nhân vật thì mình mới nhớ được là ai với ai với ai thì nhớ chính xác. It's a short memory. It's so important for you to study anything. Short memory. Mình sẽ phải gây dựng ra một là sơ đồ tư duy. Hai, hoặc là cây phải hệ như vừa rồi á, để mình có thể nhớ được các thông tin theo thứ tự. Vì mình không chỉ là làm bài tập, đúng không nhờ? Đúng rồi, chính xác. Mình không chỉ là làm bài tập, đúng chứ? Mình phải nhớ các thông tin. Đúng rồi các con, chính xác. Mình phải nhớ các thông tin. Rồi, tiếp tục. Để khi mà mình làm thì mình mới có kiến thức được. Còn không, mình chỉ làm bài tập theo cấu trúc thì cô nghĩ là lớp sẽ không phù hợp đâu. Con thuộc sơ rồi cô ạ. Ôi Ngọc Ngà ơi, con nói thế thì cô lại yêu con. You're beautiful, gentle. Thank you Trang. Trang lớp mấy rồi con? Tại sao con lại có thể đáng yêu đến thế? Dễ quá cô ơi. Đây là cô dạy dễ hiểu hay là bài học rồi đấy? Yeah, so cả. Tiếp tục nha. Tiếp tục, ok. Nào. Yeah, look at her now. She's so pretty. Cái cô Selma này, cái cô Selma trong màn hình là một cô rất là xinh. Cô Selma, I'm sick. Trang sick. Okay, thank you. Cousin. Oh my god. Look at the picture now. We have two girls here. And you tell me that it is the cousin. And yes. Cô phải bình bạn bạn Quân nha. Bạn Quân nhưng là bạn vẫn chưa nhớ bức tranh nào, cái short memory của bạn yếu, đúng không? Thế thì nữa là cô lại quay lại nhá. Yes, nào, nhấn cả từ ra nào, viết cả từ ra cho nó dễ nào. Selma is Lisa's aunt. Thank you, aunt. Đó, Selma is Lisa's aunt. Rồi, chính xác, rồi, tiếp tục nhá. Các bạn có nhớ bạn Linh này không? Bạn Linh này đó, bạn Linh rất là nhỏ, bạn Linh là người nhỏ nhất. Hát hò nha, đấy bạn Quân, bạn teacher Quân. Thầy Quân đấy, thầy Quân cũng không nhớ đâu các bạn, thế mà các bạn nhớ nào. Yes. Cousin. Are you sure? Nào Linh là thế nào với Lisa? Cousin. No. Đấy. No. Cousin. Nào. Đây nha, thế là mình đã hoàn thành xong bài của cái bức tranh này rồi. Đúng chứ? Nào mình xem lại một lượt nào. Đó, thế là tổng thể sau tất cả bài thì mình đã có thể nhớ được là cái dấu này, đúng không? Cái dấu sở hữu cách này là mang nghĩa với từ của Beth, đúng không? Đây là của Beth này, chính xác. Yes, you're wrong, I'm green. I know, sometimes. Yeah, có cái từ phải S này là của, nhớ cô nhau, của. Yeah, ví dụ, this is Ngọc's crayon. Đây là bút màu của Ngọc. À. Tiếp tục. Next. This is Ngọc's pencil. À. This is Ngọc's pencil. Đây là bút chì của Ngọc. Ok. Tiếp tục nào. I love you anh Thư, trời. Love luôn. Love so much Trang, đúng rồi, bạn Trang đã comment cho các bạn rất là rõ face của, đúng không? Cô rất cảm ơn những gọi là trợ giảng của cô. Thank you Ngọc Anh. Những trợ giảng của cô, các bạn đã làm rất tốt, các bạn đã học thuộc và các bạn còn giúp đỡ những bạn khác học nữa, rất là tốt, rất là tuyên dương. Ok, sau mình sẽ, bởi vì còn 15 phút nữa thôi cho nên là mình sẽ luyện tập một cách nhanh hơn để mình nhớ bài hơn nha. Mình sang một video để cho các bạn nhớ. Nào, tiếp tục. Nó sẽ hơi khó một chút nha. Các bạn đi cho cô nha. Các
cả lớp nào, bạn nào mà đang cảm thấy ôi trời cô ơi hôm nay bài hơi khó, thì mình hãy bắt đầu phải vươn vai ra và uống cho cô ngay một cốc nước nha. Cho nên là hôm nay chỉ có bài tập xoay đi xoay lại về cái đấy thôi. Nào, 3, 2, 1, tập trung vào video nha. Focus on these videos and we will have an exercise to do it. Yeah. Let's find Grandma and the others. Cùng tìm bà và những người còn lại nào. Look, this is Mum's book. And this is Billy's teddy. Now look, this is Mum's book. And this is Billy's teddy. And this is Grandma's umbrella. And this is... Thế nào đây? Grandma's umbrella. Grandma's umbrella. Đây là ô của Grandma, đúng không? But where are they? But where are they? Where are they? I don't know. Look, ice cream's for you. Look, ice cream for you. Thank you. Okay, mình nghe lại một lượt nữa nha. Now. Nào các bạn nào luyện cho cô nào. Let's find. Nào các bạn nhìn vào bức tranh nào. Nhìn vào cái chỗ người ta gợi ý ấy, để mình bắt đầu đọc câu này nha. Thanks for teaching me, I love you. Cô ơi cái này dễ quá. Cô ơi cái này con xem xong trong cô nhớ con. I love you. Oh my god. Trời ơi. Trời ơi, có bạn nào quay lại không? Trời ơi, bây giờ cô mở ra trong chat. Oh my god. Oh my god. Con có sách đấy ạ. À? I love you. Oh my. Ôi trời ơi, sao mà các con đáng yêu ấy, đáng yêu nào sao mà dạy được? Cứ I love you nào sao mà dạy được. Oh my goodness. Yes. Now, bây giờ là I love you. I love all of you too. Các bạn nha, các bạn nào cùng đọc cho cô, bây giờ cô sẽ, mình sẽ bắt đầu gọi từng bạn một nha, gọi một số bạn lên nha, gọi một số bạn lên nào, gọi một số bạn lên để mình còn đọc bài nha. Mi Trang, cô ơi cho em đắc em đi gặp mẹ ạ. Ok, bây giờ cô sẽ tìm bạn Trang, cái bạn này hay lắm. Rồi, bạn Trang hay lắm. Trang chả bao giờ thấy gửi bài đâu. Nhưng mà hôm nay tích cực làm bài thế. Để cô gọi bạn Trang, cô xem là bạn nào nào. Hello Trang. Hello. Oh my god, your voice is so sweet. How old are you now, Trang? I'm 6 years old. You're 6 years old, okay. Do you have this book, Family and Friends? No. No, okay. So, follow the sentence we have here. Can you read out loud this sentence for me, please? Let's find Grandma and the others. Okay, great, Chang. Yes, let's find Grandmother and the others. Thank you. And the next. Yeah. I will the first one. And look, this is Mom's. Is Mom's book, and this is Billy's teddy. Oh my God, your voice is so sweet. And this is Grandma's umbrella.
Hey, Chang, where did you learn English, Chang? How did you get that voice? Con học tiếng Anh, có bí kíp gì học tiếng Anh mà phát âm chuẩn vậy, Chang? Hey, because I know that voice need to be need practice so much. Con phải luyện tập rất nhiều, con mới có được cái đấy. Đấy, bố mẹ luyện cho con hả? Yes or no, Chang? Yes, yes. Bố mẹ em có chắc chưa? Are you sure? Yes, oh, thank you. Trời ơi, thế này không, đây này là biết học tiếng Anh giỏi nhưng mà lại giấu bài đúng không? Student. Okay. Yes. Bây giờ nha, mình sẽ tiếp tục nào. Bạn Trang vừa làm bài rất tốt và các bạn thấy không ạ? Bạn Trang trả lời rất là nhanh nhạy và bạn có giọng đọc rất là hay. Tiếp tục nào. Cô sẽ gọi thêm một bạn nữa. Bạn nào đây ta? Comment nào. Ngọc Ngà. Hải Băng. Ui cô yêu Hải Băng luôn. Ngọc Ngà đâu rồi? Cô thấy cái tên, cái Ngọc Ngà này là cũng chăm trả bài lắm. Cô nhớ là tên bạn ấy mà. Hôm nào bạn cũng học rất chăm. Đâu Ngọc Ngà đâu rồi? Đây con này. Yes. Bạn Khôi bị hiện thấy các bạn trả lời bài chăm lắm nào. Ngọc Ngà. Hello Ngọc Ngà. Can you hear me? Hello teacher. Yes, good evening. So, how are you today? Tired or happy or sad? Ngọc Ngà, can you hear me? Hôm nay con nào? Có thế nào? Con có mệt không? Hay là vui hay là buồn? Kể cho các bạn nghe. I'm happy. Yeah, you are happy. So, come back to the lesson today. Can you repeat all the sentences in your board, please? But what may I say? And I don't know. Không có chữ ca đâu, con này ở âm ca cơm ấy. I don't know. Nào lại nào. But where are they? What I don't. Says. Now, but where are they? But where are they? Không phải where are they. Mình sẽ hạ giọng xuống, đúng không? Mình sẽ hạ giọng xuống bởi vì đây là câu hỏi có từ để hỏi, đúng không? Họ ở đâu nhỉ? But where are they? Họ ở đâu nhỉ? Đấy, con hãy nhớ sang tiếng Việt nó sẽ như thế nhá. But where are they? Đúng không? Nào, Ngọc Ngà đọc lại cho cô nào. But where are they? But where are they? But where are they? But ý của cô là con đọc lại từ but ý. But. Yes, where are they? Where are they? Yeah, đúng không? Nhưng họ ở đâu nhỉ? Tại vì mình phải đọc tách hai từ đấy ra đúng không? But where are they? Và bạn nào? Con hiểu rồi. Yeah, các bạn hiểu chưa nhỉ? Các bạn hiểu cách đọc chưa nhỉ? Yeah, Đinh Hoàng bảo I love you so much. Oh my god. Thế sao các học sinh của bạn vào 10 giờ sáng mới xong hả cô? Các bạn đấy cứ nhắn anh I love you so much làm cô kiểu bị vui. Tiếp tục I don't know. I don't know đúng không nào bạn trẻ, bạn này I don't know. Trời, đúng không? Đúng đúng cái giọng ấy không? Đúng kiểu I don't know. Tớ em không biết. Em không biết. Nào con đọc lại nào. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Hôm trước cô dạy bạn chữ cái đọc chữ đi như nào nhỉ? D đúng không? Cô không đọc là đi, cô đọc là D. D, I don't know. I don't know. Lại don rồi, chú voi con ở bạn don là chết rồi. Nào, don ấy. Không phải don. I don't know. I don't know. Oh my god, bây giờ thành don luôn. Nice, not. Nào, bây giờ nó chỉ gọi là nào nhỉ? Chữ đờ, đúng không? Cũng là chữ đờ trong tiếng Việt. Nhưng mà nó cũng kiểu hơi gió gió một tí. Đúng không?
I don't know. Đấy, như mẹ đọc là đúng. Bắt chước mẹ nha. I don't know. I don't know. Yes. Ông buồn cười thật đấy. Cứ nếu mà theo quy tắc ấy, là không có nhớ đâu, nhưng mà cứ hễ mà bố mẹ mà đọc ấy là đọc nhanh lắm, không hiểu sao chị ạ. Okay, thank you. Thank you so much. Yeah, cô cảm ơn nha. Có nhớ họ ở đâu? Em không biết, đúng không? Yes, bây giờ một bạn tiếp theo nào. Bạn nào, thank you Ngọc Ngà nha. Tiếp tục. Đâu rồi? Bạn Đinh Huệ Lâm đâu? Nào. Where's Đinh Huệ Lâm? Can you read out this for me, please? Hello, teacher. Hello, good evening. So, Đinh Huệ Lâm, I heard your voice so strong. How old are you now? I'm fine, thank you. How old? I am eight years old. Yeah, I guess that because your voice is so strong. Rất là mạnh mẽ. Yeah, so hey, the 8 year old boy, can you read out loud for me all the sentences on the board now? Look, con đọc nào. Đọc lại cho cô đi. Look. Mm-hmm. Ice cream for you. Yes, look, ice cream for you. Chính sao? Mình đọc tiếng Anh nhưng mà mình biết vừa nãy cô cho xem video rồi mà. Look, vui lắm, cầm kem ra. Look, các bạn ơi, tự nhiên bố mẹ cầm kem ra. Ui, mấy đứa ơi, kem đây này. Đấy, look, ice cream for you. Thế mấy bạn sẽ trả lời. Yes, ice cream. Nào, con đọc lại cả câu nào. Look, ice cream for you. Yes, and và các bạn trả lời nào nào. Thank you. Yes, thank you. Yes, đấy, ví dụ như bây giờ mà con đọc xong nhá, con đọc xong mà con đọc đúng, cô sẽ thank you. Đó, like this. Okay, nhớ nha. Okay, thank you. Thank you so much. Nào, tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Okay. So this is mom's book. This is Billy's teddy. Yeah. Đây là, hôm trước mình học cấu trúc this is rồi. This is, đây là cuốn sách của mẹ, đúng không? Nào, viết cái bút ra đây. Đây là sách của mẹ. Này. Đó, còn đây là cấu teddy của bạn Billy. Yeah. This is mom's book. This is Billy's teddy. Okay? So, Bây giờ các bạn có dám làm bài này không? Bạn nào dám làm bài này giơ tay. Bài này dễ quá, 1E, Đoàn Minh Khuê. Nhưng mà bài này không hề dễ. Thì cho nên là bài này sẽ là bài về nhà của các bạn. Cô sẽ gửi cho các bạn vào trong nhóm Zalo và các phụ huynh sẽ cho các con là viết ra vở kèm với các bài mà bài nói nữa nha. Thì cô sẽ đưa bài tập cho các bạn trên nhóm nha. Còn bây giờ để cô gặp mặt cho các bạn một chút nào, gặp mặt các con của cô một chút nào. Yes. Nào, hôm bữa ý, thì tại vì cô rất là bận cho nên là cô không thể tham gia đánh giá năng lực được. Cô chỉ đánh giá năng lực cho một số bạn thôi. Thì hôm trước là có những bạn nào mà tham gia đánh giá năng lực rồi nhờ, tham gia học 1-1 rồi ấy. Bạn nào học 1-1 rồi có kết quả thì gửi cho cô nhá, để cô xem là kết quả đánh giá các con như nào, đúng không?
không? Bạn nào đã tham gia? Bạn nào đã tham gia đánh giá năng lực rồi? Con Thùy Dương đúng không? Kết quả của Thùy Dương như nào? Con comment cho cô nào. Bạn nào đã đánh giá năng lực rồi? Học 1:1 với giáo viên đi. Để cô xem nào. Ví dụ Quang Tiến này là chả biết là học chưa? Không có. Hương Tân không cô. Hay là các bạn hôm trước không nhìn được link nhờ? Hôm trước không nhìn được link rồi. Con. Thế kết quả ra sao thì các con bài dễ ẹt. Đấy là phải để cô Ngọc dạy thì mới không dễ nữa đúng không? Đúng. Rồi. Yes, I love Miss Ngọc. Oh my God. Quang Nhật. Oh my God. Đó thì các bạn nào mà chưa đánh giá năng lực thì các bạn đăng ký đánh giá năng lực cho xong thì gửi kết quả lại cho cô nhá. Được không? Chứ không là cô rất là bận, cô không đánh giá được hết. Thì các bạn đăng ký trên Zalo ấy để các bạn xem tình hình lớp học như nào nhá. Được không nhỉ? Thì các thầy cô giáo sẽ hỗ trợ cô. Được không? Ok chưa? Thì các bạn nhá, nhớ bảo bố mẹ này là mình sẽ theo dõi ở trên nhóm Zalo ấy, nhóm hội phụ huynh nhá. Tại vì là nhiều khi là cô gửi bài tập lên trên nhóm nhưng mà phụ huynh có thể là các bố mẹ là hơi bận đúng không các con? Cho nên là quên mất không cho các bạn xem là phải làm bài tập gì. Cho nên là các bạn thì vẫn học đều mà bài tập thì các bạn thì không biết là làm ở đâu nhờ. Thế các con phải bảo bố mẹ là bố mẹ ơi không học ra bài tập ở trên nhóm thì bố mẹ xem cho con nhá, đúng không nhá? Rồi thế nhá. Thì nếu bạn nào mà như bạn ơ Trúc Linh với Trúc Lâm này hôm nay học ngoan thế. Đây có thì bây giờ thì các bạn sẽ dừng bài học ở đây. Bạn nào mà nhớ nhờ đến ngày mai cô sẽ ra bài tập với các bạn, về nhà làm bài tập cho cô nhá, cả lớp nhá. Ok, thank you, good evening, good night, bye bye. Bây giờ có thể mất bye bye. Chào tất cả các bạn.